Từ ngày hôm nay 29 tháng 9, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng không ở trong vùng dịch được trở về Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV sáng nay tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chốt C1 tại Quang Bửu, quận Liên Chiểu là một trong 4 chốt kiểm soát sẽ tiếp nhận giáo viên và học sinh từ các tỉnh về thành phố Đà Nẵng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 6 tháng 10. Và theo ghi nhận thì trong buổi sáng đầu tiên thì đã có một lượng khá đông học sinh và giáo viên các tỉnh phía Bắc về thành phố Đà Nẵng. Và tại chốt kiểm soát này thì các lực lượng chức năng đã có cái sự phối hợp nhịp nhàng với nhau để triển khai công tác đón nhận học sinh một cách chu đáo và an toàn. Tại chốt C1 tại Quang Bửu, giáo viên, học sinh, người đi cùng từ các tỉnh phía Bắc đã có mặt khá sớm, thực hiện đầy đủ các quy trình để vào lại thành phố. Chốt kiểm soát này dự kiến sẽ đón hơn 4.000 giáo viên, học sinh trở về. Công tác tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch diễn ra khá nhanh chóng. Gia đình đã chờ đợi cái ngày được vào Đà Nẵng lâu lắm rồi. Cho nên là hôm nay nghe được Đà Nẵng đón học sinh vào để đi học thì gia đình ngay lập tức là vào luôn sáng sớm. Trong đợt này có hơn 17.000 người thuộc 46 tỉnh thành phố không ở trong vùng dịch tự túc phương tiện đường bộ trở về ở 4 chốt kiểm soát. Toàn bộ kinh phí xét nghiệm do thành phố hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát giao thông, các tình nguyện viên hướng dẫn người trở về vào khu vực dành riêng đã được bố trí từ trước và đối chiếu danh sách. Sau đó người trở về thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh COVID-19. Tại chốt kiểm soát đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, giáo viên, học sinh từ Quảng Nam về Đà Nẵng theo đúng danh sách được lên từ trước. Việc phân chia lưu lượng người qua các chốt được thực hiện đúng theo kế hoạch nhằm tránh tình trạng ùn tắc tại đây. Sáng nay thì đi ra đây thì làm thủ tục xét nghiệm với lại các thủ tục khác thì em thấy khá nhanh, các cô hỗ trợ rất tốt. Ngoài lực lượng công an, y tế, tình nguyện viên, phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện có các chốt đóng chân cũng cử cán bộ giáo viên đến các điểm chốt để hỗ trợ làm thủ tục đảm bảo an toàn thông suốt. Còn lực lượng giáo dục thì chúng tôi có ở sở, có phòng giáo dục và có các trường để tiếp đón mọi người về. Thì chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm thật kỹ cái số giáo viên về cũng như số học sinh để chúng tôi có từng cái tin nhắn đến từng người trong cái danh sách được về để đảm bảo rằng là mọi người về đều được tiếp cận các thông tin. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 14 ngày theo quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà do Ủy ban Nhân dân xã, phường ban hành.